Xin chào quý khán giả. Từ siêu đã có mặt tại cầu Vàm Gầy thuộc huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Cái vỏ này á là nghề lặn của một anh bạn quen với mình. Bây giờ ảnh nhờ từ siêu quay lên để tìm chủ cho em nó. Ảnh có hai vỏ lặn mà bây giờ vỏ này dư ga. Rồi chúng ta sẽ vô chi tiết nha. Mới gáp khoảng 2 năm nay. Về phần kích thước á, bề ngang của nó là 1m6, còn bề dài á, dài vỏ đó là 7m2, còn cái dàn lá giả phía sau nè, dàn xề nè là 6 tấc. Tổng cộng là phủ bì là 7m8. Thì cái phần cây này là cây bạch đằng nha, cây bạch đằng. Cái mui trên này lắp keo rồi. Bây giờ lên đây coi. Phần này là inox hết nha quý vị. Phần cần rồi bánh lái rồi lá ký phía dưới á, nói chung là toàn bộ inox hết. Anh chủ này anh kỹ lắm nha quý vị. Quét dọn sạch sẽ. Này thì inox nè, tay ga nè. Đồng hồ. Vô lăng. Đủ hết. Thì giá là 50 triệu nha, 50 triệu thương lượng. Bây giờ vô chi tiết nha, đi xuống hầm máy coi nữa. Vỏ này mới gấp 2 năm nay thôi. Dàn đầu nghề á thì ảnh sẽ lấy lại nha. Dàn đầu nghề lặn á, đây bình hơi nè, lấy lại. Còn về phần máy á, máy này là máy Isuzu 88 Nhật, mua nghĩa địa, chủ bao của Bách Tăng Đa. Ở đây là ảnh tha ba cái mỡ bò nè, bảo vệ chống xét nha. Hộp số 4, số vàng đó, 2,5 tô. Cái láp là 30 ly. Giờ xuống đây, xuống đây xem phần hầm máy nè. Xuống đây nha. Ở đây là cái bình châm nè, mình thấy cái này cũng còn mới nè. Phần dầu á thì ảnh cho quý vị là 30 lít chạy về. Còn ba cái đồ dụng dằn này nè, dàn đồ nghề rồi ba này ảnh lấy lại hết ha. Chắc ảnh làm chiếc ghe lớn hơn. Cần này là xài nắp luôn. Rồi bây giờ sẽ nổ máy nha, nổ máy. Chân vịt của nó là chạy là 6 tấc 4 đó, ba cánh thao, lắp 30 ly. Rồi bây giờ nổ máy nha. Rồi nổ máy đi. Lên ga đi. Dòng cho quý vị xem nha. Vỏ này là nghề lặn nha. Chúng ta có thể là về mình chế được cái phần phía trước á, che mát rồi mình đi câu cá giải trí. Rồi câu mực. Nói chung làm đủ thứ hết trơn á. Bề ngang 1m6. Bề dài á, phủ bì là 7m8 đó. Toàn bộ phía dưới là inox hết. Tốc độ của nó là anh chủ nói 17 lý đó. Chạy dữ lắm. Vỏ composite thì nó bền nha quý vị. Anh này thì cũng chưa có quen, anh lái vỏ cao sò không à, rồi lái vô lăng gì đó, anh chưa có quen.
anh này bạn của anh chủ. Bụi cao ha. Mười bảy lý nha, chạy dữ lắm. Quay lại nha. Quý vị cứ gọi số điện thoại trên màn hình của anh chủ á, thương lượng nha. 50 triệu. Vỏ này mới gáp khoảng 2 năm nay thôi. Đó, chạy dữ lắm. Máy thì Isuzu Nhật 88 lắp 30 ly. Chân dịch thao 6 tấc 4. Bánh lái rồi lạ ký này nọ toàn bộ là inox hết. Chủ cũng kỹ lắm quý vị ơi. Giờ dư ga cho nên là không có xài nha. Ảnh có chiếc cào sò 3 mét mấy nè, bự mới mua đó. Rồi cứ gọi cho anh chủ nha, quay đến đây thôi. Bye bye, hẹn gặp lại nha. Máy móc ngon lành. Bye bye.